Trong phần này thì chúng ta sẽ tìm hiểu về interface, các đặc tính về thuộc tính và cái phương thức của nó. Chúng ta ấn chuột phải vào một package và chúng ta tạo interface ở đây. Thì các bạn có thể set tên cho nó là member chẳng hạn. Các bạn chú ý ở đây là khi chúng ta khai báo một interface thì từ khóa chúng ta sử dụng là interface thay vì class. Và một điểm cũng như class, đấy là cái file mà chúng ta lưu thì nó sẽ cùng tên với cả cái public interface member ở đây. Bây giờ chúng ta sẽ khai báo ra một cái thuộc tính là string name chẳng hạn, và bằng Fresher Academy. Thì các bạn để ý rằng là cái tên ở đây tôi viết hoa là bởi vì là với một hàng số thì chúng ta nên viết hoa như thế này. Còn nếu mà các bạn ví dụ như là muốn có thêm nhiều chữ thì các bạn có thể gạch dưới, ví dụ như là organization name chẳng hạn, ví dụ như này thì các bạn sẽ có gạch dưới. Chúng ta khai báo một phương thức nữa, phương thức ví dụ như là show name chẳng hạn, ví dụ này chấm phẩy ở cuối. Thì nếu giả sử như các bạn khai báo như thế này trong class chẳng hạn thì ngay lập tức nó sẽ báo lỗi ở đây. Ví dụ như là abstract method thì không thể có body được, thì các bạn chỉ kết thúc bằng một số chấm phẩy mà thôi, giống như chúng ta đã nghiên cứu về abstract method lúc đầu. Sau đấy thì các bạn thử thêm vào những cái này, public static final, thì mặc định là một cái thuộc tính của interface nó có ba đặc điểm như này và nó còn gọi là một cái hàng số tĩnh, thì cơ bản là các bạn không cần khai báo như vậy, các bạn chỉ cần ghi đơn giản này thì Java sẽ tự hiểu. Tương tự như phương thức thì nó cũng là public. Các bạn nếu mà các bạn cố gắng thay đổi nó ví dụ như là protected chẳng hạn thì nó cũng sẽ báo lỗi ngay lập tức, tức là nó là illegal đối với lại một cái interface thì các bạn phải bỏ nó đi. Thì như vậy với một interface khi chúng ta khai báo các thuộc tính của nó có ba đặc điểm cố hữu như vậy, và một phương thức thì có hai đặc điểm là public và là abstract, thì các bạn cần phải nhớ những cái này trong các buổi phỏng vấn cũng như là các bạn khi ứng dụng vào thì các bạn phải nhớ những cái quy tắc này. Ngoài ra thì khi các bạn đọc code của một số framework, của một số open source thì các bạn sẽ thấy nó khai báo rất là ngắn gọn như thế này, thì các bạn cũng tự hiểu là Java nó đã tự động sẽ add những cái thuộc tính này vào khi mà biên dịch.